Alabama có thể trở thành bang đầu tiên từ hình phạm nhân bằng khí nitơ nguyên chất, phương pháp chưa từng được áp dụng ở Mỹ. Văn phòng Tổng trưởng lý bang Alabama, Steve Maxson cuối tuần qua yêu cầu tòa án ấn định ngày thi hành án đối với tử tù Kenneth Eugene Smith, 58 tuổi. Hồ sơ tòa án cho thấy Smith sẽ bị tử hình bằng khí nitơ. Smith là một trong hai người bị kết án tử hình trong vụ giết Elizabeth Sennett, vợ của một mục sư, năm 1988. Sát thủ còn lại đã bị xử tử năm 2010. Thật lạ lùng khi Kenneth Smith không bị thi hành án gần 35 năm sau phán quyết, Tổng trưởng lý Maxson cho hay. Theo phương pháp tử hình này, phạm nhân sẽ chỉ được hít khí nitơ nguyên chất, dẫn đến thiếu oxy và tử vong. Thông thường, không khí con người hít vào chứa 78% nitơ, nhưng vô hại khi hít thở cùng oxy. Alabama, Oklahoma và Mississippi là ba bang đã phê duyệt phương pháp tử hình này, nhưng chưa từng áp dụng. Những người ủng hộ nói rằng nó sẽ không gây đau đớn, nhưng những người phản đối cho hay đây là một hình thức thí nghiệm trên người. Việc Alabama chuẩn bị áp dụng phương pháp tử hình này được cho là sẽ gây ra những cuộc chiến pháp lý mới về tính hợp hiến của nó. Sáng kiến công lý bình đẳng, một nhóm vận động pháp lý phản đối án tử hình, cho rằng việc Alabama thử nghiệm phương pháp chưa từng được sử dụng là ý tưởng tồi tệ. Không bang nào ở Mỹ tử hình phạm nhân bằng khí nitơ, và Alabama không có tư cách thử nghiệm phương pháp, hoàn toàn chưa được chứng minh và chưa từng được sử dụng để xử tử ai đó, luật sư Angie Setzer của sáng kiến công lý bình đẳng cho hay. Năm ngoái, Alabama lên kế hoạch thi hành án tử hình với Smith bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng không thực hiện được vì khó tìm ven của tử tù. Đây là lần thứ hai trong hai tháng và là lần thứ ba kể từ năm 2018, bang này thất bại trong quá trình xử tử tù nhân. Một ngày sau đó, thống đốc KIV tuyên bố các vụ hành hình sẽ bị tạm dừng để đánh giá nội bộ về quy trình tiêm thuốc độc. Chính sách tiêm thuốc độc ở Alabama được khôi phục tháng trước. Nạn nhân Elizabeth Sennett bị sát hại trong nhà ở hạt Colbert ngày 18 tháng 3 năm 1988. Công tố viên cho biết chồng của nạn nhân, mục sư Chuck Sennett, đã chi $2,000 để thuê Smith và một người khác giết bà. Chuck Sennett khi đó đang mắc nợ chồng chất và muốn lấy tiền bảo hiểm từ cái chết của vợ. Theo hồ sơ tòa án, Chuck Sennett đã tự sát khi các nhà điều tra bắt đầu xác định ông ta là nghi phạm. Theo New York Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.